Đây là người đàn ông đẩy vợ mình trên xe. Thì bữa nào cũng đẩy vợ mình trên xe hết trơn, đi đâu cũng đẩy hết trơn. Thì người đàn ông này nói có nhiều khi người ta kêu tôi bỏ và có vợ khác đi, và có nhiều bà đòi về sống với tôi và kêu bỏ bả đi, nhưng tôi bỏ không đành. Thì đi đứng gì là cũng cái người đàn ông này cũng phải bồng ẵm và đi hết. Đây là người đàn ông bồng vợ mình đi vào nhà và để lo cho cái người vợ ha. Thì sự việc như thế nào, Thanh Trúc mời cô chú anh chị theo dõi ạ. Mỗi lần mà đi vô đi ra là phải bồng ẵm hả chú? Dạ. Rồi cái gì? Có sức khỏe ha, bữa nào cũng cô chú bồng hết trơn này cả nhà. Mệt không chú? Rồi quý vị. Trong ha. Nhà tốt trong đó hả chú? Đây, nhà chú ơi. Rồi, hướng này. Để về nhà nha. Nhà nhà nha. Ôi ơi, mệt ha. Rồi, mệt. Cho ông ảnh nhiều không? Ảnh nhiều cũng mệt hả cô? Dạ. Thương anh yêu ha. Dạ, Thanh Trúc đi trên đường á thì thấy có một cái cặp vợ chồng á cả nhà. Thì đẩy một cái người vợ mình trên cái chiếc xe nè. Thì cho nên là Thanh Trúc ngừng và hỏi lại coi thưa như thế nào ha. Dạ, con xin chào cô nha. Cô là ngồi trên xe sao cô không đi? Đi không được. Cô đi không được hả? Rồi là cái người đẩy cô là ai? Chồng hả? Ừ, cầm máy. Chàng ơi, rồi cô đi đâu hả? Đi chợ về. Chợ về hả? Chợ mua một cái đồ. Xin chào chú nha. Chú là chú đẩy cái người vợ mình lâu chưa chú? Cũng lâu rồi. Lâu hả? Cho con xin kẹp cái này coi. Cũng mấy năm nay rồi. Ừ, chú lại trước này chú. Xích lại mát coi. Đẩy xích lại mát tí. Cũng mấy năm rồi. Đi bán vé số không ông ơi? Đi bán vé số hả? Rồi, ở đây nè chú. Cô đi đứng không được mà chú chắc chịu đi. Làm cái xe chú đẩy cô hả? Dạ. Trời ơi, lột nón đi cô. Rồi này là ông xã đó hả cô? Là anh yêu đó ha. Rồi là ông đẩy cô tối ngày vậy đó hả? Có đi đâu mà có đẩy vậy chứ không phải đâu. Trời ơi, ngồi xuống gì nè chú. Đi đâu mới đẩy hả? Bữa nay đi đâu hả ta? Đi mua cái lò vô chụm. Chú lột cái nón ra cho nó mát đi chú. Đi mua cái lò. Trời ơi, là anh bữa nào à, ổng cũng đẩy, anh đẩy em mà đi trên mua đồ đừng ha. Mình có con cái gì không cô? Không chú ơi. Không hả? Chú, rồi chú đẩy cô gì nè? Là lần đầu tiên là cô bị cái gì mà chú đẩy trên cái chiếc xe vậy? Té, đi bán vé số sụm ngang cái sườn chậu gãy ngang luôn. Té ha? Sụm ngang lại rồi, đi luôn tới chợ gãy nó đòi tới 100 triệu. Dữ hả? Đấy, rồi nói chung là mình không có tiền mà để ấy ha. Không có tiền rồi. Bây giờ là phải gáp cái xương gì vô là tới 100. Ừ. Gáp cái xương vô 100 ha. Thì mình có 2-3 triệu thôi, mình đi về chứ làm gì giờ được. Thôi về luôn. Rồi. Rồi như vậy rồi không có khả năng mà mình làm lại cái chân cho cái người vợ của mình. Rồi cái thiết kế mà đóng cái xe gì nè, mình mua
Mua về mình đóng rồi mình làm cái gì đó hả? À, mình làm cái mua lại mình đi. Cái này mình... là đẩy cô đi để đi chợ hay là sao chú? Đi bán vé số luôn. Chạy vòng với cái nè, ra lộ chạy xuống Định Hòa không Hòa. Rồi mình có con cái gì không? Không. Không luôn hả? Không. Cái này là vợ chồng chính thức hay gì cô? Bà này bà sao rồi? Chồng nói. Sao mà cơ duyên nào mà gặp được ổng vậy? Cô ngước mặt lên ơi cô. Sao vậy cô? Cơ duyên nào gặp được ổng? Dạ. Đi bán rồi gặp. Bán ha. Không có nhà ở rồi bà đi đồng này đồng kia ở thằng bạn mà. Vậy là cô chú cứu vớt đời cô hả? Cứu vớt rồi hả? Chú năm nay nhỏ hơn cô hả? Năm chín. Cô? 62. Hồi đó làm sao mà cái cơ duyên nào mà chú lãnh được cái cục nợ này? Gặp bà đi bán vé số cái mình chọc bà hoài à. Chọc bà nó, bà mới bà mới không chịu thôi. Chú chọc làm sao đâu bà không chịu. Như cô bán vé số bà nói thằng cha mày vé số đâu bà chọc hoài à. Chọc giết dính luôn. Chọc hoài luôn ha. Chọc hoài, có bà chửi hoài. Chọc bà mới nói thằng cha mày. Chửi hoài. Chọc giết cái bà kiếm mình. Kiếm mình hả? Chọc sao bà kiếm chú rồi. Đội bả đi kiếm mình luôn. Chú lần đầu chú chọc bao nhiêu lần mới được cô? Cũng lâu lắm ạ. Cũng cả năm trà. Gặp chào gặp chọc à. Gặp ghẹo bả. Ví dụ chú gặp ngoài đường chú nói làm sao nữa? Cô bán vé số ơi. Bả nói thằng cha mày. Bà chửi bà à. Chồng ghét dính luôn. Dính luôn. Chồng ghét cái bả tìm nhà cái bả đi lên tôi dừng bệnh không? Kỳ tới. Ừ. Sao cô chọc cấp đó không chịu? Sao tìm nhà lên ta bà? Lâu lắm rồi. Hồi đó cô làm sao mà cô là tìm nhà ổng? Cô kể cho con nghe coi. Đại. Sao? Đi đại hả? Đi đại kiếm thí à. Kiếm ổng hả? Tính là kiếm là ở với ổng phải không? Dạ. Là chắc đó thấy sao thương ổng. Kể con nghe coi. Bà lên bà kiếm chú rồi đó. Mà bà nhìn sao dắt đó chú hết hồn không? Giật mình nhé. Chú có dắt đó chú có hỏi sao không? Hỏi bà đâu đó. Tôi đi kiếm nhà ở. Bắt đầu lên cái tôi cho ở luôn à. Rồi ở chung luôn. Bắt đầu cái hộp vô đi bán vé số bà. Bán bữa được trăm mấy vậy đó. Chạy hoài không có đi ra không mà mày lộ. Cấp đó là cô là bị ngồi trên xe chưa? Chưa. Còn mà đi đó nó hơi yếu cái giò. Đi chích sụi với sụi vậy đó. Ôi trụng ngang một cái xương này nó bị gãy ngang xương khớp xương chậu. Chú chắc đó là chú là cái người khỏe mạnh là chú biết là chú đến với cô đây nè là một cái gánh nặng không thì mình phải lo á rồi chứ nha. Mà một cái gánh nặng không mà chú chịu hả? Thì vậy chứ sao giờ phải nặng rồi đó, tại vì một cái duyên nợ mình gần sao vậy. Bà đi cái bà đi ở đó mà nhà này nào kia mà rồi thôi giờ mình thấy bà thôi sao giờ vớt luôn hả? Vớt về cho bà ở hùng hỉ chơi vui nặng đó. Ừ. Bây giờ là phải đẩy bà vậy hoài đó, đẩy bà tối ngày gì đó. Chiếc kia thì cái kia này mình đâu có đẩy được, bởi vì nó nhỏ lắm. Nó nhỏ đẩy không được, đi bộ đẩy không à. Rồi bắt đầu phải bỏ một cái chiếc kia đẳng á. Dạ đi ha. Nhà này anh đang bỏ. Rồi, hai chồng mình cửa. Bây giờ là làm gì? Bán nghề chính là gì? Số không à? Bán vé số có khi nào ôm mà bị người ta giật không? Bị tùy đó. Bị hôm hổm nó gần 4 triệu. Là sao kể cho con nghe. 100 vé với là tiền đổi hết 6 miếng nữa. Bắt đầu cái 1, 2, 3 nó điếm gạo không xe ra nó chạy. Không thì nè. Rồi vậy thôi mình thua mình đi về nghỉ luôn. Gần. Nghỉ cả tháng vậy. Gần 4 triệu đó. Rồi tiền đổi nữa hết 6 miếng đó rồi mình đưa luôn bọc tiền nó là một cọc cái số này là chưa bán được giá nào nó mới lên xe chạy không? Chưa bán được giá nào cho. Về luôn. Nghỉ hết tháng mấy trời. Hết vốn rồi. Nó quấn cây rồi không còn đồng xu. Chị lẫn chạy nó gom một cái một ha. Nó phóng xe chạy không ơi. Bà ơi. Khúc vắng nữa. Bà thấy ông chồng sao? Có thiệt vậy không? Kể cho bà. Cô nghe coi. Ông lo cho bà mà từ A đến Z luôn á, mình thấy tuyệt vời không? Nói đi, nói cho con nghe coi. Đi luôn tới thành phố qua vất vả qua ơi. Bà đi thì mới ẩm đi không à? Đi không?
rồi nó nhức quá đó. Mà nó nhức quá trời nhức. Không nổi. Là đi xuống bọng rồi là bằng ổng không, bồng không à? Không. Ổng đi rồi này rồi kia. Bây giờ thì anh lết đi được. Bây giờ cũng còn uống thuốc hoài, mới uống thuốc hay nè. Con hỏi nè, thầy nhìn mình suy nghĩ làm sao cái người chồng của mình và thấy mình vậy và không bỏ mình và lo cho mình từ A đến Z kìa. Mà thấy làm sao? Giảm lâu rồi vậy rồi sao giờ? Dạ. Uống lâu vậy rồi sao giờ? Uống ổng nhiều không? Nhiều. Uống nhiều à. Bây giờ còn kêu ông hay là kêu anh? Bà. Hả? Mình kêu anh hay kêu bà? Kêu ông. Ổng bà thường thường bắt kêu gì chú? Kêu ông anh không à. Anh. Sao bà không nói chuyện trơn trời bà cười không hả? Cô nói chuyện coi. Nó rút cái giò bả ghét nè, còn con nấm á, cái quyển bả còn con nấm. Chú thấy cái người vợ của mình như vậy nè. Có khi nào là người ta nói thương bán chi mà về phải là một cái gánh nặng không chú? Có. Người ta nói sao chú? Nói là bỏ đi. Ở ông mới dưới bả làm chi mà giò cắn đi què què chuỗi chuỗi què ta có chuối tôi bỏ bả. Trời trời gì nữa hả? Tôi bỏ đâu được, tại một cái nợ của bả mình phải vớt tới đâu đó, chừng nào bả tới đâu đó, thì thôi tới ngày cuối cùng với bả thôi à. Cuối cùng ha, không có theo bà nào hết chứ. Cái mấy bà kêu thôi bỏ bà đi theo bả ở với bả. Trời chú đâu bỏ rồi chú làm sao? Không chịu, không được, tội lắm. Tội ha. Ừ, cô hồi đó giờ mình ở với bả không hỉ vui, bây giờ bỏ thì buồn. Rồi đi về nhà đi chống thôi. Ừ, hồi đây đi nói chuyện. Hồi đây không được gì rồi. Nó biết nhà đâu ghé, chừng nữa ghé chút xíu nữa ghé nhà ngồi đây tí đi. Người ta kêu chú là bỏ vợ đi hả? Ừ, chú bỏ rồi nào mà cũng chuối bỏ cho nó dụ đi. Dụ bỏ đi. Mấy người kia hả? Ừ. Gái hay gì? Thằng bà cũng chết chồng. Chồng mất chồng ha. Ừ. Đều người nhà nhà cho nó ở. Gì hả? Không dám vô đó dễ đâu. Con cái đang nhóc nhà. Nhà cho nó ở. Người ta con nhóc đó bộ. Khi nào bà ghen không chú? Không. Bà ghen chú có bà khác này nọ được không? Đi lâu quá được đó. Bà nhăn. Bà nhăn chồng. Đi các bà nói nhớ. Nờ. Buồn mình ở có sợ chồng mình không? Chồng đẹp trai mà có sợ mắt bỏ mình không? Ở nhà một mình bà buồn. Ồ, có nghe con, cho con hỏi nè, sợ không? Sợ sao không vậy? Đúng rồi, sợ sao không sợ? Thường thường là kêu anh yêu đúng không? Đúng không cô? Nó cỡ. Cỡ gì, có người ta đòi sở hữu ổng kìa. Ví dụ người ta kêu đi, bỏ bà đi theo tôi ở, đúng không? Đâu được. Nợ luôn rồi, đâu có bỏ đi được. Cái này là cái duyên số hả chú? Bỏ bà, bà đụng chết à. Bỏ bà là không được. Chú đi đứng là chú phải bồng ẩm hả? Đi đâu thì mình ẩm đi. Cũng như ở trong nhà ra thì mình lết đi được. Rồi là mình lên xe hả, nào kia là bỏ lên được mà mất cái ẩm đi. Ẩm đó em lùi được. Chàng ơi thấy không? Hồi đó là gặp thương ổng là thương cái gì? Thời bà còn đi được, lúc đó bà đi mà bà đi cái chân quá yếu chiều nha. Bà sụm ngang cái là rồi đi luôn. Rồi tại đó nó nhức bà khóc đêm không á. Thuốc nào uống vô cũng không hết. Rồi cái rồi sau cuối cùng là tôi mới trị bà cái này. Tôi lấy một cái chai mới nứt biển mà đó, mình nấu nước sôi. Cặp vô đó vậy mà hết nhức. Mà là một đêm như vậy là phải nấu 4 chai nằm nó mới chịu nổi ban đêm. Chú trời vô đó hoài nha nha. Trời ngay vô. Đó là giờ chú không có vợ con gì sao? Có gặp bà. Có con không chú? Có hai thằng trai bự rồi, có vợ con hết rồi. Giờ chú bị gì chà té vậy? Té. Trời ơi. Hồi ngày qua ông đi chơi muốn quất cái nè. Xe này hay gì? Cây à. Có xe đạp. Chợt té vậy nè. Rồi hai thằng trai có lo chú không? Cũng lo vậy mà, nó có vợ có con ra riêng hết trơn rồi. Có phụ cấp tiền chú không? Lâu lâu nó qua cho 100-200 à. Thì cũng ít, bị gì nó lo con cái nó nhiều đó. Con lớn rồi.
con hai ba đứa con lóc nhóc không à, thì nó cũng đi bằng mướn. Chú có nhà đất riêng ha, cô đây là cô lại tới nhà tìm cờ chú ha. Ừ. Mà sao mà ở ngoài thiếu gì những cái người bình thường và đẹp hơn cô mà sao chú lựa cô, chú ha, hốt gì trời. Châu đi tìm cột. Châu đi tìm cột hả? Con ngàn châu. Ừ. Mình đi cái cột, bà đi cái bà, tìm, bà lên đi giật mình chứ. Giật mình à? Ờ, bà đi đoàn hỏi bà đâu hả? Kiếm ông dây đâu? Cho ở ông nói cho. Ở vô cho bà nói. Thảo bả, thảo luôn. Ông không cho ở. Nó thôi bà ở đây. Rồi về không hỉ với tôi. Rồi. Ông vô luôn. Bà nói là sợ chú không cho ở hả? Ừ. Sao hồi đó người ta chọc hoài không chịu? Không chịu đâu. Cái đó cái bà là nó ông này thôi, nó ngày hay gặp cái ghẹo ghẹo à. Ừ, một tình cảm này là một tình cảm bất ngờ ha. Ờ, chọc kiến dính luôn. Dính. Bà theo cái bà tìm tới luôn trên nhà luôn. Xong rồi chiều làm vợ chú luôn. Ờ, khổ vậy đó. Có hứa hẹn gì không chú? Không. Bà coi kia chú hứa là lo bà cho bà không? Rồi. Tự động bà không có đi bà kiếm mình à. Rồi bà không có lộ đồ giật mình chứ. Bà đi thằng ten có bà hỏi thăm. Trời ơi, lớn tuổi còn mắc cỡ. Hỏi thăm nhà. Giò cẳng luôn, nó rút sạch trơn không ơi lớn. Đi thầy bà bó cũng đùm lum. Bà đi. Giờ là một cái ông thầy này. Ông nói giờ là muốn hết thì là cái nữa. Trời ơi trời. Bẻ lại một cái lần thứ hai bó lại hết. Trời đất ơi, bẻ cái chết luôn à. Có đâu, nhìn thầy là làm tao biết chú thì ơi. Ông nói chắc chết. Bây giờ là hai vợ chồng mình là chú có cái ước mơ gì không? Thì cũng như mình chảy gì rồi cùng mình ở với bả vĩnh viễn luôn rồi đó. Cái câu hỏi là chú có cái ước mơ gì không? Như có là cần mình... cô chú anh chị giúp cái điều gì không? Bây giờ là tôi còn dây tiền nhà mua nước có 10 triệu. Ba mong một tháng nào nhiều. 10 triệu à? Thiếu 10 triệu ha. Tiền ơi quý vị. Bây giờ hỏi để trả nợ thôi ha. Ừ. Chứ còn ngoài ra là 10 triệu anh nha. Chứ 10 triệu. Chứ nó không có nhiều nữa à. Xin 10 triệu thôi ha. Dạ. Rồi vợ dạ thì đi không được. Thì mất rồi là đi, cơm nước là ai lo? Bỏ lết được bây giờ nó không được. Được chú. Bỏ lết trong nhà được. Nhà. Còn chú thì đi bán vé số. Chiếc này nè. Chạy đi luôn bán cho bả luôn. Đi với tôi chứ. Trời mưa quá thì sao kỳ à? Trời mưa quá thì mình chụp chú. Sao mà chú đi ên bán được mà cô á? Bán không được. Bán giết tôi lỗ đó. Thế đó. Để bả gì ta mới mua nhiều ha. Ừ. Thấy thương. Thấy thương. Khi nào người ta cho tiền luôn không? Có cho ít rồi hả? Ờ đúng rồi. 200-300 vậy đó. Chồng lấy vợ ha. Ừ. Chạy đi gì nè, bán ra theo mấy thớt. Có khi mà ế thì quất cho tới 2-3 giờ tôi nó lỗ rồi đó mà dứt giác cái người ta cũng mua hết à. Ừ. Mình người ta thấy mình mình suy nghĩ cho... Mình ông ơi, ông đi thấy trời mưa hoàng cái ha, là tôi phủ xuống hết trời, bích bùng này nè. Trời mưa là mình phải phủ xuống hết nè nha, ngay xu tôi phủ ra nha, trời mưa là tôi kéo bích kia lại nè. Còn tôi thì tôi ở trời lên ướt cái chèo à. Ừ. Dầm. Đẩy đi là mà đẩy 5 ngày, 6 ngày vậy cái đuối rồi dò cái nghỉ ngày. Chú là chú đẩy vợ tối ngày như vậy đó, rồi mình có nhức giò và mệt mỏi không? Ồ, mệt chứ 5 ngày nghỉ ngày không ơi. Nha. Yeah. Ừ. Bởi vì nó mỏi giò quá đó. Chứ thằng mình nè, chạy nói ra. Chuyện con nè, có ai nói mà trời, bà có ông chồng thương dữ gì đẩy lúc nào cũng đẩy không? Có mấy cô, con của bà nói sao cô? Này nè. Ta nói sao cô? Ta nói sao cô, nói lại cho con nghe coi. Không, cô lặp lại đi. Cô. Người ta nói sao cô? Người ta nói cô có phước hưởng này kia rồi không? Người ta nói sao? Ờ, vậy ha. Tới quá quá trời nặng luôn. Mấy cái người cô đó của bà nói sao chú? Nó cháu phải đâu nó gắn ở dưới bà đi. Sau này nữa là chú mới có mà, có một cái căn tu dưới một công phước con lớn lắm.
gắn cực khổ cho bà đi. Người ta nói thúi của bà bỏ qua đi, đuổi đi. Mà đuổi qua bà mới không chịu đi. Có đuổi không? Có đuổi. Chà sao chú đuổi làm chi trời? Bà nói chết giờ cũng không đi, không đi. Tôi nói thôi về thôi, không đuổi nữa. Cấp đầu cũng có đuổi ha. Ừ. Bà đi sao được đuổi. Tôi bảo tôi đuổi qua đi. Bà nói không đi đâu, chết chỗ cột. Cũng ở nhà này à. Ở với ông ha. Ờ. Không đi, không đi. Nó vậy chứ ai đâu mà kéo qua đi. Đúng rồi, ai đành lòng ha. Ai quạo á, nói vậy, dặn là. Vậy là chú, bà thương chú dữ lắm hả chú? Ừ. Thương dữ không cô? Cô có sợ ngày nào ông bỏ cô không? Không. Không hả? Không. Sao không? Đúng rồi. Cô sợ vậy đó ha, sợ có một ngày ông bỏ cô ha. Có người đẹp hơn nè, và giàu hơn nè. Có hết trơn á cô? Đó đó. Có đó. Có khi nào ổng có quen người khác cô ghen không? Ghen không? Biết. Vậy là không ghen rồi đó chú. Vậy là bà cho chú quen rồi đó. Bà cho chú quen rồi đó. Chú đi bỏ đi. Ông bỏ ở đây. Theo tôi ở đây. Con nuôi không? Đâu vậy chứ đâu mà vô đó được cô ơi. Con gái người ta còn nhóc chân. Vậy thì thôi đi, bây giờ là con bữa nay con gặp nè, cũng là một cái duyên. Dạ. Con gửi cho cô chú 500 ngàn. Dạ. Để phụ giúp cái phần nào ha. Dạ. Nè chú, con gửi cho chú 500 ngàn. Tiền này là của chị Thảo ở Biên Hòa Đồng Nai á. Dạ. Chú có lời nào gửi đến cô chị Thảo ở Đồng Nai á? Chú gửi lời cảm ơn đi chú. Dạ, cảm ơn cô chị Thảo. Cảm ơn chị Thảo. Dạ, thanh chú cũng cảm ơn cô chú anh chị đang xem video. Thì mấy anh em hẹn cô chú anh chị một cái video tiếp theo ạ.